ngoài cái Exciter thì các bạn các chị thấy rồi, đi cũng khá là ít mà nó còn rất là đẹp, xe thì liền làm sạch sẽ, máy móc thì bao em luôn đó, màu trắng đen. Mình được cái xe, xe này thì đầu nồi cũng chưa rớt nha các bạn, và nó còn rất là đẹp, rất là mới từ trên đến dưới, từ trước ra làm sao. Thì với chiếc xe màu đỏ đen này á, chiếc xe này thì mình không muốn bán với giá là 59 triệu. Lâu ngày nhưng mà ra bật công tắc lên cái đèn các bạn, đèn phát là nổ liền, máy im cung im, mình vẫn nghe không tiếng động luôn á, bật công tắc lên bấm vô cái rồi. Và với chiếc xe Exciter RC 135 này, màu đỏ đen này, thì mình mong muốn bán với giá 59 triệu nha các bạn. 59 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Ngoài ra thì ABS máy thì các bạn có thể thấy còn có những cái mẫu mà như màu xám nè, ABS Thái màu xám cũng 40 mấy triệu. Đó, màu có thêm màu đen cam nữa nè. Bây giờ mình giới thiệu sơ chiếc xe number one nè các bạn, VL dưới 208 T9 nè, SH mặt ý nhập liên tiếp 150, number one cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn, và đi cũng không có nhiều, 20.000 các bạn. Đó, xe này thì các bạn có thể đánh giá sơ, còn đẹp nguyên zin luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó, và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59Y2 48082. Thì với chiếc xe đắc ý màu number one này thì mình mong muốn bán với giá là 62 triệu, 62 triệu nha các bạn. Xe number one, em đắc ý number one rất là đẹp. Ngoài ra thì có những cái dòng xe có động cơ nhỏ tí nha các bạn, AB. Xin giới thiệu với các bạn các chị xe Honda AB đỏ và lốp đen, còn khá là mới, tiền bạc sạch sẽ. Thì với chiếc xe này em nó mang biển số là 55Z5347. Chiếc xe này đi là cực kỳ bền, cực kỳ lợi sẵn luôn các bạn. Và với chiếc xe Honda AB này thì mình mong muốn bán với giá là 22 triệu nha các bạn. Cảm ơn. Và kế nữa là xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe nhỏ hơn một chút, đó là chiếc xe Honda Click. Đây là chiếc xe Honda Click màu đỏ, rất là nhỏ nhắn, rất là phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên hoặc là các gì đứng chị mua để đi chợ lân quanh, rất là nhỏ gọn, hoặc là các bạn mua cho cha mẹ luôn cho các bạn sinh viên là cái rất nhất là những cái nhỏ gọn và đi cũng rất là lợi xăng, rất là lợi xăng luôn. Chiếc xe Honda Click nó bền lắm. Thì với chiếc xe Honda Click này thì mong muốn bán với giá là 11 triệu nha các bạn, 11 triệu để chiếc xe Honda Click màu đỏ đẹp, đẹp đẹp này, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết luôn. Rồi, đúng không? Và kế nữa là xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Future 125. Đó, Future 125 màu nâu vàng. Còn rất là mới. Xe này đi thì cực kỳ lợi xăng. Xe này thì lợi xăng cực kỳ luôn, bền luôn và lợi xăng nữa. Rất là lợi xăng luôn. Đẹp nữa. Em này mang biển số là 59
B246724. Và với chiếc xe Exciter màu trắng xanh GB này thì mình mong muốn bán với giá là 27.500. 27.500 cho chiếc xe Exciter 150 tuyệt đẹp. Và tất cả là xe là bao thử bao tép các kiểu nha các bạn. Giấy tờ thì nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Nào khi các bạn các chị mua là các bạn các chị muốn thử test hài lòng người ý rồi làm giấy tờ xong xuôi rồi mới nhận tiền thanh toán sau cùng nha các bạn. Rồi chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.